Chào mừng các bạn đã quay lại với gian bếp thân yêu của nhà mình hôm nay. Hôm nay mình làm món dưa giá để cả nhà dùng bữa. Món dưa giá này ăn rất ngon với lại thịt luộc hoặc là các món kho nha các bạn. Để làm món dưa giá này cũng rất đơn giản các bạn. Chỉ cần mình chuẩn bị một tô giá sống như thế này, một củ cải cà rốt nhỏ và nhánh hẹ tươi. Chúng ta có thể làm lên một chén dưa giá ăn rất là ngon, ăn rất là mát nha các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm dưa giá nha các bạn. Trước khi bắt đầu chúng ta làm dưa giá, chúng ta chuẩn bị một số các nguyên liệu mình trộn làm dưa giá nha các bạn. Các bạn chuẩn bị cho khoảng 2 muỗng canh tỏi băm, 2 trái ớt hiểm bằm. Các bạn chuẩn bị cho 4 muỗng canh đường cát. Các bạn chuẩn bị cho khoảng 4 muỗng canh nước chanh nha các bạn. 4 muỗng canh nước chanh. Các bạn chuẩn bị cho 1 muỗng canh nước mắm. Bạn chuẩn bị một muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê bột ngọt nha các bạn. Khi chúng ta chuẩn bị các nguyên liệu đã có sẵn, bây giờ mình cắt cà rốt và hẹ ra các bạn. Phần của cà rốt này chúng ta cắt nó mỏng ra các bạn để chúng ta ướp cho nó thấm dễ ăn hơn các bạn ha. Vâng, ta được phần cà rốt nha các bạn. Ta có phần giá đã rửa xong, phần cà rốt đã cắt mỏng xong. Rồi bây giờ ta cắt cái phần hẹ này đi. Rồi phần hẹ này mình cắt ngắn nó lại. Mình cắt nó vừa ăn thôi. Vâng, cắt nó khoảng khoảng 5-6 cm là được. Rồi, ta có được phần phần hẹ đã cắt xong. Phần hẹ cắt xong này mình cho nó vào tô thôi các bạn. Rồi, ta có được hỗn hợp giá hẹ các bạn, giá hẹ cà rốt. Vâng, mình đã có cái hỗn hợp giá cà rốt cắt nhỏ và hẹ cắt vừa ăn. Bây giờ mình trộn lại để ra món dưa giá mình dùng bữa nha các bạn. Bây giờ mình trộn các cái hỗn hợp đường, muối, bột ngọt, nước mắm, tỏi, ớt và nước chanh vào để chúng ta ướp với dưa giá nha các bạn. Rồi bây giờ mình trộn các cái hỗn hợp nước sốt lại nè các bạn. Các cái hỗn hợp đường, nước mắm, nước chanh, muối, bột ngọt và tỏi ớt các bạn ha. Rồi chúng ta cho tỏi vào. Ta cho ớt vào các bạn. Ta cho muối, bột ngọt vào các bạn. Chúng ta cho nước mắm vào các bạn ha. Rồi chúng ta cho nước chanh vào. Rồi chúng ta trộn hỗn hợp lên. Ta có một hộp sốt để làm dưa giá rất là thơm ngon các bạn. Các bạn có thể xem và làm tại nhà cho món dưa giá nha các bạn. Nếu các bạn thấy cách mình làm hay và ngon, các bạn nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận các video về món ăn mới nha các bạn. Rồi chúng ta đã có giá và hẹ cà rốt. Và chúng ta có chén nước hỗn hợp. Nước mắm, đường, muối, bột ngọt, nước chanh, tỏi ớt nha các bạn. Bây giờ chúng ta trộn nó lại để chúng ta có món dưa giá dùng bữa nha các bạn. Rồi chúng ta chuẩn bị một cái thau. Chúng ta cho hỗn hợp hẹ giá và cà rốt vào nha các bạn.
chúng ta trộn đều nó lên. Xanh đỏ trắng nhìn rất là đẹp các bạn, nhìn giá rất là ngon. Rồi. Thế đến ta cho nước hỗn hợp sốt vào nha các bạn, để ta ướp cái dưa giá này. Món dưa giá này ăn cơm, ta dùng bữa với cơm, với các món kho và món luộc hay là món chiên cũng rất là ngon nha các bạn. Rồi ta trộn đều lên. Sau khi trộn đều lên là chúng ta dùng liền được nha các bạn. Rất dễ phải không các bạn? Các bạn hãy thử làm tại nhà và thưởng thức nhé. Vâng, vừa rồi mình vừa làm xong món dưa giá để cả nhà dùng bữa. Món này chúng ta ăn với lại nước chấm cay chua ngọt cũng rất là ngon. Món này rất đơn giản, dễ thực hiện. Chúc các bạn làm ăn ngon và cảm ơn các bạn đã xem cách mình làm hôm nay nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Xin chào.